Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, kịch bản vụ án khác hẳn với kết luận điều tra. Sau hàng loạt tiết lộ quan trọng về chứng cứ, bút lục của vụ án và rất nhiều bức ảnh rùng rợn lúc nửa đêm, cùng với nỗ lực phân tích của các chuyên gia cùng góp ý của bạn đọc, thì các chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải dường như đã rõ. Cơ quan điều tra đã có những sai lầm nghiêm trọng đến mức độ bỏ sót đi thủ phạm, thậm chí là có một bàn tay lông lá nào đó thò vào để cố tình tiêu hủy tang chứng, vật chứng và giấu đi những bút lục quan trọng, bóp méo lời khai của nhân chứng để tạo dựng, quy kết trái với sự thật và đem Hồ Duy Hải làm một hình nhân thế tội cho hung thủ và dẫn đến bản án tử hình mà người này phải nhận. Điều mà công luận sửng sốt hơn là sự đồng tình khó hiểu của 17 vị thẩm phán tối cao với một nhận định cố chấp u mê đến kỳ lạ như dù sai nhưng vẫn không làm thay đổi bản chất vụ án. Luật sư và những người có công tác liên quan đến pháp lý đều thấy rõ những biến tướng làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chính luật sư Trần Hồng Phong đã tư vấn cho bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, yêu cầu khởi tố hành vi làm sai lệch hồ sơ, đã gửi đi những căn cứ chứng minh cụ thể từ năm 2017, nhưng các cấp có thẩm quyền vẫn im lặng. Trên Facebook có 310.000 người theo dõi, và hôm 26 tháng 5, nhà báo Trương Huy Sang, tức là Huy Đức, đã đưa ra nhận định ngắn gọn rằng Viện Kiểm sát nên xem xét các dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án và nên đưa ngay Hồ Duy Hải ra khỏi các trại giam của Công an Long An. Đây là hình ảnh Facebook của nhà báo Trương Huy Sang, tức là Huy Đức, với lời kêu gọi đưa Hồ Duy Hải ra khỏi trại giam. Chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ thì dòng trạng thái này đã nhận được 4.300 lượt thích, 252 comment và 109 lượt chia sẻ. Trên trang Facebook cá nhân mang tên Võ Tòng, tức Thạc sĩ Võ Văn Tài, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên các hình ảnh bút lục trong hồ sơ vụ án, ông đưa ra kịch bản của vụ thảm sát khác hẳn với kết luận điều tra. Diễn biến của câu chuyện ở Cổ Voi như sau. Vào buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, anh Phùng Phụng Hiếu, tức là nhân viên bưu điện huyện Thủ Thừa, đến bưu điện Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành để đưa thư, báo, nhận thấy cửa vẫn đóng im lìm, nghi có chuyện bất thường, anh Hiếu trèo qua hàng rào, đi vào từ phía sau. Khi mở cánh cửa, anh Hiếu phát hiện sự thật hãi hùng. Hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân đã chết. Hai thi thể nằm trên vũng máu gần chân cầu thang của tòa nhà. Hiện trường vụ án nằm trong tòa nhà một trệt một lầu, kết cấu phần trệt của tòa nhà có làm 3 khu vực. Phía trước là khu vực kinh doanh, ngang 8,2m, dài 5,2m. Kế đến là một vách ngăn bằng cửa nhôm 2,4m x 2,4m. Đi vào phía trong, khu này được thiết kế làm nơi tiếp khách, phòng ngủ. Tổng diện tích khu này là 4,6 x 5,6m. Phía trong nữa là khu bếp và cầu thang. Hông bên trái tòa nhà có cánh cửa thông ra nhà vệ sinh, phòng chứa máy phát điện, bồn nước và sân trống phía ngoài. Sau cùng là phòng máy phát điện, cửa vẫn còn khóa. Kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, hội đồng khám nghiệm ghi nhận có thu giữ một số vân tay, một số tóc, lọc rác, bồn rửa và một đôi dép xốp màu trắng. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng bị dập ra đầu vùng đỉnh, tụ máu thái dương đỉnh trán, đỉnh phải, tụ máu vùng trán, vùng lông mày, trái rách sắc nhọn, cạnh khóe mắt trái bị rách ra, mắt trái sưng nề, quần thâm, môi dập, dưới cằm trái có một vết rách da sắc gọn, cổ có vết rách sắc gọn hở há miệng 5cm, dài 9cm, hướng cắt từ trái sang phải làm đứt sâu đến xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ, có ít chất dịch nhầy trong âm đạo. Chị Nguyễn Thị Thu Vân không rách da đầu, tụ máu vào đỉnh, cổ có vết rách sắt và hở miệng 5 x 9cm. Đường cắt từ trái sang phải, sang đến xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ. Nếu căn cứ theo biên bản khám nghiệm hiện trường, tử thi như vậy thì chúng ta rất khó để đưa ra nhận định cơ quan điều tra tỉnh Long An đã làm việc một cách nghiêm túc hay chưa. Đây là hình ảnh dấu dép dẫm trên mặt ghế, chiếc nằm dưới chân nạn nhân gác lên trên ghế.
Cũng may là có nhiều người còn lương tri đã kịp thời tuồn những hình ảnh chết người. Trong các hình ảnh nặng ký đó bao gồm cánh cổng rào vẫn còn khóa, điều này là chắc chắn. Vì sáng hôm sau, anh Phụng Hiếu phải trèo rào vào bên trong sân bưu điện. Ảnh cái thất gỗ trên đầu nạn nhân hồng. Ảnh cái ghế xếp có vết máu, cơm khô và dấu dép trên nệm ghế mà nạn nhân Vân nằm gác chân lên. Còn nguyên vẹn, dưới đó có một tờ báo thể thao vào ngày 9 tháng 1 năm 2008 mà ai đó đang lật đọc ở trang 3, đỉnh cao và vực sâu. Cho thấy quá trình khám nghiệm và thu giữ tang vật, chứng cứ có vấn đề. Và với cái khung vực bếp bé tí mà nói không nhìn thấy con dao nào ở đó thì rất khó chấp nhận. Như đã nói rõ, nguyên tắc khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật toàn diện các vật chứng là đặc biệt quan trọng trong các vụ án giết người. Làm tốt công tác đó sẽ giúp tìm ra hung thủ thật sự. Xử lý đúng người, đúng tội. Tại hiện trường rõ mười mươi, những vật chứng như thế như cái ghế, cái thớt, tờ báo và tôi cho rằng có cả con dao mà cơ quan điều tra không thu giữ đúng theo yêu cầu bắt buộc và cơ bản của nghiệp vụ điều tra tội phạm là có mờ ám. Khi mô tả trong biên bản khám nghiệm chỉ mô tả cái thớt và cái ghế, đối với tờ báo và con dao thì không ghi nhận vào biên bản cho thấy đã có hành vi làm sai lệch nghiêm trọng trong công tác khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi. Sự sai lệch này không phải do yếu kém nghiệp vụ mà là cố ý. Lý giải vì sự cố ý làm sai lệch này, tôi nghĩ có hai cách. Hoặc là có sự can thiệp để làm sai ngay từ đầu, hoặc là ban đầu làm đúng, sau đó có sự can thiệp nên đã thay đổi biên bản khám nghiệm ban đầu bằng biên bản khác. Cho dù thời điểm làm sai lệch kết quả điều tra ban đầu là lúc nào đi nữa, thì nó cũng là khởi nguồn phát sinh một loại trò chơi rất tàn nhẫn mà tôi gọi là trò chơi công đường. Chúng ta đều biết quang cảnh hiện trường giết người tại bưu điện Cầu Voi không có nhiều xáo trộn, chỉ trừ khu vực xác hai nạn nhân có một số dụng cụ bếp rơi vãi. Như vậy chúng ta dễ dàng suy luận hầu như nạn nhân không có một sự chống cự nào đáng kể. Đây là hình ảnh cái thớt nằm sát đầu nạn nhân với hai vệt máu dài. Chắc chắn hung thủ để lại dấu tay trên cái thớt này. Tuy nhiên cái thớt đã biến mất khỏi hiện trường và không có lý do. Qua kiểm tra bằng mắt thường, ai cũng có thể nhận định rằng nạn nhân bị giết bởi duy nhất một nhát cắt chí mạng. Nhát cắt mạnh và đứt khoát đến nỗi làm cổ nạn nhân hở toẹt ra, vết đứt đến xương cổ và làm đứt toàn bộ cơ quan vùng cổ. Và vì sao nạn nhân không hề mảy may có sự kháng cự nào? Qua khám nghiệm tử thi, các phiên thương cho chúng ta suy luận là cả hai nạn nhân bị hung thủ dùng vật cứng, có bề mặt rộng, trơn, đập vào gây bất tỉnh. Từ đó hắn thoải mái thực hiện cắt cổ nạn nhân. Nhưng lập luận như trên vẫn chưa phải duy nhất, bởi vì còn một khả năng nữa là nạn nhân có thể bị làm cho hôn mê bằng thuốc, có thể là thuốc ngủ. Sau đó, hung thủ tùy thích làm gì cũng được. Theo tôi tìm hiểu, khi máu người thoát ra ngoài không khí thì bình thường thời gian máu đông lại trong vòng từ 8 đến 12 phút. Những trường hợp có rối loạn tố chất trong máu thì thời gian đông sẽ kéo dài trên 15 phút. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hai nạn nhân bị giết từ khoảng 20 đến 20:30 ngày 13 tháng 1 năm 2008. Khi bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường là 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008. Thời gian là 12 tiếng mà máu của hai nạn nhân vẫn chưa khô thì trường hợp này không thể loại trừ giả thuyết trong máu nạn nhân có độc tố. Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ có thể bác bỏ được suy đoán này khi có kết luận xét nghiệm về độc chất. Nhưng hình như là họ không thực hiện việc này. Nếu xét nghiệm phát hiện có độc tố trong cơ thể hai nạn nhân thì việc khoanh vùng hung thủ giết hai nạn nhân sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thôi thì từ thực hiện đã được ghi nhận, chúng ta mô phỏng về quá trình hung thủ sát hại hai nạn nhân. Và từ tư thế nằm của chị Hồng và chị Vân, quần áo hai chị mặc khi bị giết kết hợp với hình ảnh về máu dính trên người, quần áo dưới lưng, đầu cổ của chị Hồng có màu đen hơn vũng màu trên người và khu vực chị Vân nằm cho thấy chị Hồng bị sát hại trước chị Vân một thời gian đáng kể. Đây là hình ảnh bịch trái cây còn nguyên trên bàn và cái két sắt với chìa đang nằm nguyên trong ổ khóa. Bọn chúng tấn công chị Hồng như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Từ vết thương trên vùng đầu, trán, mặt, cằm, cổ nạn nhân và những dụng cụ rơi vãi ở khu vực bên phải của chị Hồng, có thể hình dung ra diễn biến như sau. Khi chị Hồng đứng quay mặt vào bàn bếp,
bất ngờ hung thủ dùng tay trái cầm vật cứng, khả năng lớn nhất là cái thớt, đánh một cái như trời giáng từ phía sau vào đỉnh đầu, gây dập da đầu vùng đỉnh, làm nạn nhân té sấp vào khu nhà bếp, làm nhiều đồ dùng trên bàn rơi xuống. Tiếp theo, hắn giáng cho nạn nhân một cái khủng khiếp nữa vào thái dương đỉnh trái, gây tụ máu trái thái dương, làm chị Hồng ngã ngửa sang bên phải của cái bàn. Chứng minh cho cú ngã này là nhiều dụng cụ trên đó rơi xuống, trong đó quan trọng nhất là bếp dầu và các vết thương ở cạnh khóe mắt trái gây rách da kích thước 1,5 x 0,5 cm, rách da cạnh lông mày trái 2,5 x 0,5 cm và nhiều vết thương không rõ hình dạng ở vùng dưới cằm trái của nạn nhân. Sau cùng, hắn cầm dao bằng tay trái cắt cổ nạn nhân. Vì vậy, vết thương trên cổ chị Hồng có hướng từ trái sang phải, tính theo cơ thể của nạn nhân. Từ sự giải thích này cho thấy chúng ta suy đoán hung thủ thuận tay trái. Và hung thủ biết rất rõ chị Vân sẽ về nên hắn ẩn nấp chờ đợi. Qua khám nghiệm hiện trường tại khu vực gần cửa ngăn cách phòng của khu vực kinh doanh và phòng khách, có vài sợi tóc rơi. Trên tường gần đấy cũng có vết chảy mới, như là vậy có thể chị Vân bị đánh tại vị trí này. Đây là hình ảnh lối đi lên lầu đã bị khóa, ai đã tắt điện trên lầu khi hai nạn nhân đã chết. Vì theo lời khai của anh Thu thì khoảng từ 21:30 đến 22 giờ, anh chở khách đi ngang qua vẫn thấy mở đèn sáng. Trong khi đó, bản xác định vụ Hồ Duy Hải giết nạn nhân lúc 20:30 đến 21 giờ và không lên lầu tắt điện gì cả. Lý giải như thế nào về hai bịch trái cây còn nguyên vẹn trên bàn khách mà đôi giày nữ để gần đó? Tôi nghĩ khi chị Vân về đến bưu cục, đóng cửa và đi vào bên trong phòng khách, cởi giày và để hai bịch trái cây xuống bàn thì phát hiện sự việc, có lẽ có kêu la không rõ tiếng nên chị chạy ngược ra phòng kinh doanh. Liền lúc đó hung thủ cầm vật cứng, mặt phẳng, rộng đánh vào đỉnh đầu chị Vân ngay tại khu vực cửa ngăn cách này. Do chạy theo đánh với nên lực đánh không mạnh, chỉ gây tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh kích thước 6 x 3 cm. Vì vậy, khám nghiệm hiện trường phát hiện nơi này có vài sợi tóc bị đứt rơi xuống. Sau đó, hung thủ xốc nách ngang nạn nhân chị Vân, kéo đến để nằm trên đùi chị Hồng. Tiếp theo, hắn ngồi trên đầu nạn nhân, dùng tay trái lạnh lùng cắt cổ. Do đó, vết cắt có hướng từ phải sang trái. Tại sao tôi không suy luận là hắn ngồi trên bụng chị Vân? Đơn giản, vì khu vực ấy có máu của chị Hồng đã chảy thành vũng. Nếu ngồi như vậy, hắn phải dẫm lên vũng máu. Về cái ghế xếp inox có nệm màu xanh, nhìn hình ảnh ta thấy chân trái của chị Vân gác trọn ngang phần giữa ghế. Thành ghế nằm phía đầu quần bên phải của nạn nhân. Nên tôi nghĩ rằng khi hung thủ xốc ấm chị Vân đến để xuống cục đó thì chân chị Vân va quẹt vào ghế nhưng nó ngã nằm cấn lên quần nạn nhân như thế. Và khi hắn bỏ chị Vân xuống thì chân trái gác ngang lên ghế là điều hiển nhiên. Nếu hắn dùng ghế inox đánh nạn nhân, chắc chắn ghế có chất lượng như thế sẽ móp, cong hoặc biến dạng. Như vậy cái ghế đã nằm sẵn ở đó. Nếu vậy thì hung thủ đánh chị Vân bằng dụng cụ gì? Điều này dễ hình dung thôi. Khi hung thủ chờ đợi nạn nhân để đập đầu nạn nhân thì hắn lựa chọn vật dễ tấn công và hiệu quả nhất. Dùng ghế thì cồng kềnh và có thể bị vướng. Như vậy hắn sẽ tiếp tục lựa chọn là dùng cái thớt. Về việc nạn nhân Hồng bị kéo áo lên đến cổ giải thích như thế nào? Nhìn đi nhìn lại bản ảnh tử thi, tôi phát hiện áo của chị Hồng không phải bị vén đùn lên mà là bị cuốn lên. Nếu hung thủ có hành vi sàm sỡ thì có lẽ hắn đã không cuốn lên cẩn thận như thế. Về việc trong âm đạo của chị Hồng có chất dịch nhầy thì sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Vấn đề này phải hỏi bác sĩ pháp y. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, khi nạn nhân bị chết ngạt trên cạn thì đàn ông có thể xuất tinh trùng, còn phụ nữ cũng có thể xuất chất dịch. Như tôi đã dự đoán ở phần trên, chị Hồng có bị hung thủ bịt mũi miệng rất mạnh. Hành vi của hắn chắc chắn có gây ra tình trạng nạn nhân bị ngạt và từ đó tạo ra hiện tượng như vậy là hợp lý. Để củng cố cho suy luận về việc hung thủ chỉ cố tạo hình ảnh là nạn nhân bị hiếp dâm để đánh lạc hướng điều tra, tôi xin viện dẫn thêm về một số vệt máu trên cái thớt và dấu chân dính máu, cơm khô trên đệm ghế, thạc sĩ Võ Văn Tài đưa ra dẫn chứng. Đây là hình ảnh bên trái là bên hông của nhà bưu điện Cầu Voi. Bước vào bên trong sau cách phân cách cửa là hình bên phải thấy xác hai nạn nhân đè lên nhau
và một chân đè lên chiếc ghế bên cạnh có cái thớt. Từ tư thế nằm của hai nạn nhân và vị trí cái ghế, cái thớt nằm ở gần đầu chị Hồng, tôi nghĩ hung thủ đứng một chân lên trên nệm và chân phải đứng trên cái thớt để cuốn áo chị Hồng lên. Tư thế này của hắn sẽ hạn chế giày của hắn không dẫm lên vũng máu. Và điều này cũng lý giải hợp lý cho hình ảnh trên cái thớt có dính máu. Theo nguyên tắc vật lý thì máu không thể chảy lên cái thớt dày 4cm được, chỉ trừ có bộ phận nào đó của cơ thể hung thủ hoặc bàn chân dính máu dẫm lên. Còn nếu cái thớt úp xuống vũng máu, sau đó có người lật trở lại thì máu phải dính cả mặt thớt chứ không thể dính một góc như vậy. Nếu lập luận như vậy thì phải có dấu chân dính máu trên cái thớt chứ. Mọi người hãy quan sát kỹ vệt máu trên mặt thớt. Nó có dấu hiệu bị quẹt chùi nên mới tạo ra hình ảnh như vậy. Và hãy quan sát ngay tại đó có một bao bì hộp sữa bị bẹp. Tôi nghĩ hung thủ dùng vật ấy để quẹt máu trên thớt. Hành động tiếp theo của hung thủ lý giải như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Hiện trường có một đôi dép xốp để giữa nhà. Dưới đế dép có dính nhiều hạt sạn nhỏ. Hình ảnh ấy cho chúng ta cơ sở để lý giải rằng sau khi hoàn tất công việc tàn độc, hung thủ đã thay giày của hắn bằng đôi dép ấy để vào nhà tắm chùi rửa các vết máu. Nên khu vực bên ngoài hiên và lối vào nhà tắm có nhiều giọt máu và có cả bệt máu nhạt màu, có lẽ máu bắn lên cả miệng hắn nên hắn nhổ nước bọt có màu máu. Hắn sử dụng nước rất nhiều nên sáng hôm sau cơ quan điều tra kiểm tra thì không còn nước. Tôi nghĩ sau khi giết hai nạn nhân, hắn lưu lại rất lâu, hắn không vội vàng tẩu thoát. Về tính tiết, chìa khóa vẫn còn ghim trong két sắt điện tử và bưu điện bị mất tài sản gì quý giá hay không? Vấn đề này hãy hỏi giám đốc bưu điện Cầu Voi thêm mới rõ. Điều cuối cùng mà chúng ta cần lý giải là hung thủ tẩu thoát theo đường nào? Một tình tiết rất quan trọng là hiện có một đôi dép nhựa nữ nằm dưới gầm bàn khách, một đôi dép xốp nằm giữa hành lang và một đôi giày nữ. Chắc chắn hai nạn nhân là nữ, ở lại trực trụ sở bưu điện thì phải có hai đôi giày nữ. Như vậy đã bị mất một đôi giày. Hiện tượng này cho phép suy luận có một đối tượng đi cùng hung thủ là phụ nữ. Có thể giày của ả dính nhiều máu và bị hết nước nên ả không rửa giày được. Hoặc là giày của ả bị đứt nên ả phải mang đôi giày của nạn nhân. Bởi vì nếu người phải mượn giày dép bắt rước dĩ như vậy là đàn ông thì hắn phải lấy đôi dép xốp. Kết hợp với hiện trường không tìm thấy chiếc chìa khóa cổng của hai nạn nhân, tôi dự đoán rằng bọn chúng tẩu thoát ra cửa cuốn phía trước rồi khép cửa xuống. Sau đó mở cửa rào và khóa lại. Chùm chìa khóa có chìa khóa cổng và con dao gây án đã đi theo bọn chúng. Thạc sĩ Võ Văn Tài đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, kịch bản vụ án khác hẳn với kết luận điều tra. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.